Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký mỗi một ngày của chúng ta. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong và phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Trước khi đi vào các đề tài, vẫn là thông báo của buổi diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 37 ở New York. Đây là lễ hội truyền thống do Liên Hiệp Quốc lập ra. Thành phố New York vẫn duy trì cái lễ hội này nhiều năm và trong hai năm qua vì đại dịch đã không thực hiện được. Năm nay quay trở lại và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở trên uh, Hoa Kỳ uh, đã hân hạnh đóng góp từ những năm đầu cho tới bây giờ. Do đó năm nay vẫn tiếp tục được mở trở lại và hy vọng rằng tất cả các thính giả của TNP Channel có thể tham gia vào ngày 11 tây tháng 6 tại thành phố New York. Mọi chi tiết về tham gia, đóng góp, bảo trợ, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thu với số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần thời sự ngày hôm nay quý vị. Trong phần thời sự và phân tích thời sự ngày hôm nay, Tôi lại đề cập tới một vấn đề mà có lẽ một số người thì quan tâm, một số người ít quan tâm nhưng nó là thực tế xảy ra. Tất cả những cái gì mà đã diễn ra trong cái giai đoạn từ năm 2016 tới bây giờ đã cho mọi người thấy được kết quả của những cái công ty truyền thông kể cả công ty truyền thông xã hội gần như là gà trong một năm qua, họ tự nhiên banh sát hết quý vị. Tức là tất cả đều bắt đầu lâm vào cơn khủng hoảng và đang phải chấn chỉnh lại toàn bộ nội bộ của họ. Quý vị, trước khi mà tôi đưa ra cái bài phân tích này để cho quý vị thấy được cái uh, truyền thông mà không giữ đúng quy tắc của mình, kết quả của họ sẽ không vượt đầu lên nổi. Quý vị, đầu tiên hết là phải nói tới cái uh, mạng xã hội. Ngay sau khi mà cuộc bầu cử năm 2020 chấm dứt thì nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và mạng xã hội gần như là từ Facebook, Twitter kể cả du và bên Google đã bị chỉ trích rất mạnh mẽ về cái thái độ của họ thiên vị trong vấn đề chính trị và có những cái hành động kiểm duyệt gây gắt nhân danh là chống lại tin giả và điều này đã khiến cho số lượng sử dụng mạng xã hội của những công ty về truyền thông xã hội lớn nhất trên thế giới đã bắt đầu có cái khuynh hướng suy giảm Tức là người ta đã bắt đầu có những chọn lựa khác thay vì sử dụng mạng xã hội. Thì quý vị đã nhìn thấy rất rõ ràng là từ Facebook qua tới Twitter đã có những cái uh, xúc giảm về cái lượng uh, uh, cái lượng người uh, tham gia và đồng thời là bắt đầu các cái chính trị gia trên thế giới đã bắt đầu uh, dòm ngó và bắt đầu kiểm duyệt lại cái quyền lực của mạng xã hội. Thì quý vị đã nhìn thấy từ uh, bắt đầu sau cái cuộc bầu cử năm 2020 cho tới bây giờ thì gần như là cái số lượng mà người sử dụng đã giảm đi rất nhiều so với trước năm 2020. Bằng chứng là ngay trên TNP của tôi năm 2020 thì lúc thời điểm đó và từ 2018 tới 20 thì cái lượng mà khán giả tham gia rất đông đảo nhưng bây giờ thì giảm đi rất nhiều. Không phải chỉ có tôi mà tất cả các channel và kể cả mạng xã hội thì quý vị đã nhìn thấy rõ ràng là cái sự sụt giảm này đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai các công ty truyền thông và giải trí đã bắt đầu đi vào khuynh hướng bị uh, uh, mất độc giả, mất khán giả và mất cái lượng subscriber rất lớn. Đầu tiên hết là quý vị còn nhớ giải Oscar năm ngoái. Oscar năm ngoái là được xem là cái giải Oscar tệ hại nhất của giải uh, kể từ khi họ có mặt, là họ chỉ chưa đến 10 triệu người coi trực tiếp so với những năm trước đó cả trăm triệu người coi và giải oscar năm nay thì là xảy ra cái biến cố của à, nam tài tử will smith và chris rock dẫn tới việc mà người ta bắt đầu nhìn về giải oscar nó không còn là một cái môi trường giải trí lành mạnh nó trở thành một cái diễn đàn à, bảo vệ cho những cái khuynh hướng chính trị khác nhau thì quý vị nó đã giảm dần cái lượng à, khán giả của họ chưa hết quý vị thời gian gần đây thì công ty walt disney liên tục đã có những cái thái độ thiên vị chính trị thì bây giờ quý vị, họ đã bị mất tuần này họ mất tổng cộng là 34 tỷ Mỹ kim trị giá tài sản sau khi mà họ chọn khuynh hướng chính trị khuynh tả để mà chống lại cái luật và à, của của, của tiểu bang Florida về vấn đề cấm giảng dạy cái đồng tính ở trong các cái cặp bậc tiểu học. Thì quý vị, công ty World Disney đã bốc hơi khoảng 34 tỷ Mỹ kim, chưa hết. Đài truyền hình CNN sau đó phanh phui ra cái vụ mà của Chris Cuomo và một cái uh, hệ thống gọi là liên kết băng đảng ở trong cái đài này và cuối cùng thì quý vị đài CNN đã phải sa uh, thải và bị cơn khủng hoảng tai tiếng rất lớn về những cái uh, thiếu đạo đức và làm việc uh, gọi là thiên vị của đài này đối với lại khối độc giả của họ họ mất dần độc giả tới mức mà trong tuần lễ này là CNN Plus tuyên bố là sẽ đóng cửa vĩnh viễn luôn đây là một cái chương trình mà CNN đã đẻ ra vài nhiều năm trước đây và nó đã có một cái khối khán giả đông nhưng cái khuynh hướng của họ đã khiến cho CNN Plus phải đóng cửa tất cả cái chương chương trình của họ bởi vì không có thể kéo nổi khách hàng. Chưa hết quý vị, thông báo mới nhất của công ty Netflix, một trong những công ty giải trí và cái platform giải trí vốn đã chưa bao giờ gọi là bị mất cái khối khán giả của họ. Nhưng nay họ tuyên bố là trong vòng một tháng, hơn một tháng qua mất đi 200.000 subscriber. Và họ tiên đoán rằng từ đây tới cuối năm họ sẽ mất khoảng 2 triệu subscriber. Thì quý vị, tất cả những cái tin tức này cộng lại cho quý vị thấy rõ là cái uh, chính quyền cánh tả khi lên nắm quyền. Thì nó nó không những là nó đã làm ra cho cho người dân thấy được nhiều sự thật và cái thái độ của các công ty truyền thông xã hội lẫn các công ty giải trí làm cho người dân mất niềm tin. Quý vị còn nhớ trong cái giai đoạn mà từ năm 2016 cho tới năm 2020, 20, tức là cái giai đoạn mà Tổng thống Trump cầm quyền. Thì quý vị, lúc đó các cái công ty truyền thông xã hội và kể cả các cơ quan truyền thông của cánh tả kiếm rất nhiều tiền. Quảng cáo họ cao nhất luôn quý vị, Nhờ vào cái chiến dịch công kích Tổng thống Trump Và tìm cách ngăn cản ông Cho nên quý vị Họ lại càng công kích ông Thì họ lại càng được sự hỗ trợ Và càng có nhiều quảng cáo Và họ kiếm rất nhiều tiền Nhưng mà kể từ khi Joe Biden lên Thì tất cả đều thua lỗ một cách thê thảm Tất cả đều thua lỗ một cách thê thảm Giữa lúc mà tình trạng Hoa Kỳ đang đối diện Và cả thế giới đang đối diện Lạm phát Rồi À thiếu hụt nguồn cung cấp rồi thiếu hụt chip điện tử rồi thiếu hụt lương thực vân vân và vân vân thì quý vị các cái công ty truyền thông này cũng banh sát luôn lý do tại sao kỳ như vậy quý vị năm 2017 đi tính từ cái lúc mà ông Trâm Linh nhận chức cho tới năm 2021 khi mà ông kết thúc nhiệm kỳ đi thì quý vị thời điểm này là thời điểm mà các cái công ty truyền thông và các công ty mạng xã hội phát triển rất mạnh và họ kiếm lợi rất nhiều nhưng mà sau khi Joe Biden lên thì họ lại bị mất đi khán giả, độc giả, mất đi subscriber, mất đi nguồn thu về quảng cáo. Câu hỏi được đặt ra và tôi trả lời cho quý vị luôn. Đơn giản thôi quý vị, tại vì họ đánh mất đi cái cái tính chất gọi là đúng nghĩa của ngành truyền thông hoặc là truyền thông xã hội. Bởi vì trong ngành truyền thông sở dĩ mà truyền thông hoa kỳ trở thành đệ tứ quyền đứng về phía đám đông nhiều là bởi vì họ là những tiếng nói chỉ trích và làm minh bạch cái chính phủ tức là họ đối lập với lại cái đảng cầm quyền họ luôn chỉ trích đảng cầm quyền luôn vạch ra những cái sai của đảng cầm quyền để mà à, quân bình cái quyền lực của chính quyền chính vì cái vai trò này mà giới truyền thông đã được người dân hoa kỳ rất nể trọng suốt nhiều năm qua nhờ cái vai trò đối lập với chính phủ. Do đó quý vị, họ đã trở thành đệ tứ quyền, tức là cái quyền lực thứ tư tại Hoa Kỳ, đứng sau hành pháp, lập pháp và tư pháp thì họ là thứ quyền lực thứ tư tại Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ quý vị, quyền lực này đã mất. Tại sao mà tôi nói là dưới thời của ông Trump họ kiếm rất nhiều tiền bởi vì họ đóng vai trò đối lập với chính quyền của ông Trump. Họ kiểm soát tất cả những việc làm của tổng thống Trump họ à, phanh phui tất cả những cái uh, chuyện từ trong gia đình của ông cho tới những cái đơn kiện cho tới cái công ty của ông luôn họ phanh phui đủ kiểu hết và họ đóng vai trò này rất là rất là tích cực chính vì vậy mà họ kiếm rất nhiều tiền và được sự ủng hộ của công chúng một số công chúng rất là nhiều là bởi vì ít nhất là họ muốn người dân mỹ muốn giám sát cái chính quyền của họ nhưng ngược lại kể từ khi joe biden lên thì những công ty này bị thua lỗ và bị mất khách hàng đơn giản thôi quý vị họ không còn đóng vai chính uh, giám sát chính phủ và đối lập với đảng cầm quyền nữa mà họ đóng vai nâng bi bảo vệ bao che cho cái đảng cầm quyền và cá nhân gia đình của ông Joe Biden chính điều này đã khiến cho công chúng chán và không thích những cái uh, công ty truyền thông xã hội hay là các cái uh, công ty về truyền thông lớn các công ty giải trí khi họ bày tỏ một cái khuynh hướng chính trị một chiều ủng hộ cho cái đảng cầm quyền. Xưa nay họ xây dựng được thế lực là nhờ họ đối kháng với đảng cầm quyền. Vạch ra những cái tiêu cực của đảng cầm quyền để mà quân bình xã hội và đồng thời là giám sát chính phủ dùm cho người dân. Nhưng bây giờ các vị nhìn thấy đi từ Washington Post, New York Times, USA Today cho tới CNN, ABC hay là CNBC đều đồng loạt đứng ra mặt binh vực cho Joe Biden và mới đây nhất là Wikipedia một cái trang chứa dữ liệu ở trên toàn cầu cũng ra mặt binh vực cho Joe Biden bằng cách là ngăn chặn những cái thông tin liên quan tới Hunter Biden thì quý vị chính những hành động này họ nghĩ rằng là họ nắm được quyền lực lớn ở hành pháp họ nắm quốc hội họ nắm rồi bây giờ tới truyền thông họ nắm luôn họ có thể thao túng tất cả mọi thứ nhưng họ quên một điều người dân Mỹ có cái suy nghĩ khác. Người dân Mỹ ủng hộ cho những cái gì đối lập, chứ họ không ủng hộ cho những kẻ gọi là pro à, chính phủ, đó là gọi là pro government. Người dân Mỹ có một cái suy nghĩ rất đặc biệt, quý vị khác với những dân tộc khác, bởi vì người dân Mỹ là cái quốc gia đa chủng tộc. Họ luôn ủng hộ cho cái khuynh hướng phản đối những cái chính sách của chính phủ, những công ty nào mà can đảm đứng ra chống lại những cái chính sách của chính phủ thì đều được ủng hộ. Thì quý vị, Black Lives Matter được ủng hộ bởi vì họ chống ông Trump. Lúc đó ông Trump là đảng cầm quyền. Nhưng mà sau cái năm 2020 tới bây giờ, Black Lives Matter giống như cái mình đất Anti, anti, Antifa cũng giống như cái mình rách luôn. Bởi vì họ đã mất đi quần chúng, mất đi công chúng vì họ đóng vai trò bảo vệ cho kẻ cai trị và kẻ cầm quyền. Thì tôi nói với quý vị, người dân Mỹ suy nghĩ khác với những dân tộc khác. Họ có cái họ có cái hay của họ, cái bản sắc của họ là đối kháng với những gì mà được xem là thế lực mạnh. Đó là cái bản sắc của dân Mỹ. Và chính đám truyền thông không hiểu được điều này. Cho nên quý vị thấy là liên tục khai lỗ, liên tục bị lỗ. Thậm chí Twitter bây giờ phải đối diện với cuộc thu mua của ông Elon Musk hay là Facebook đang phải đối diện với cái cổ phiếu sụt liên tục kể từ khi mà những cái chuyện của Mark Zuckerberg à thiên vị bị phanh phui ra. Cho tới quý vị, CNN phải đóng luôn cái chương trình CNN Plus. New York Times bây giờ phải tập trung vào báo điện tử nhiều hơn thay vì báo giấy. So với năm 2017 tới 2021, họ kiếm rất nhiều tiền quý vị. Giá quảng cáo họ lên ngút trời luôn. Đơn giản thôi quý vị, tại vì thời điểm đó họ đóng vai trò giúp cho người dân giám sát chính phủ. Dù rằng ông Trump đúng hay sai chưa nói, nhưng họ đóng vai trò đối lập với ông Trump. Do đó họ giữ được cái vai trò của họ. Nhưng quý vị, sau cái biến cố của cuộc bầu cử năm 2020 và sau khi Joe Biden lên nắm quyền, thì họ bộc lộ cái thái độ thiên vị rất rõ ràng họ nhân danh những cái tổ chức quốc tế họ nhân danh những cái luật lệ của chính phủ để mà họ dám xạ và họ kiểm duyệt tất cả những ý kiến khác biệt họ đứng một phía rất là rõ ràng chính vì điều này làm cho người dân bất mãn và những người sử dụng hay là những khách hàng những độc giả của họ bất mãn đây chính là cái nguyên nhân dẫn tới mà sự thua lỗ và liên tục bắt đầu đối diện với nhiều thách thức của các công ty truyền thông xã hội và kể cả các công ty truyền thông tại Hoa Kỳ. Xưa nay họ có như xưa nay họ có một cái bề dày hoạt động rất lâu năm. Đó, như tờ New York Times là có cả trăm mấy năm rồi quý vị, đâu ít gì đâu. Nhưng tại sao bây giờ họ phải thay ngựa giữa dòng? Nhân vật mà à, được xem là Ben Quick là nhân vật da đen, tổng biên tập da đen đầu tiên của tờ New York Times cầm đầu trong cái trường phái chống trầm trong suốt 4 năm qua bây giờ từ chức rồi. nhường cho một nhân vật khác trẻ hơn. Họ đã nhìn thấy được cái xu thế quý vị. Bây giờ quý vị thấy họ mong muốn đăng lại những cái tin của Hunter Biden là họ muốn đăng gây dựng lại cái thế lực của họ. Nhưng mà chỉ có một vài cơ quan truyền thông bắt đầu thay đổi thôi, còn hầu hết vẫn tiếp tục bảo vệ cho Joe Biden. Cứ bị đếm cho tôi nghe đi Có bao nhiêu cơ quan truyền thông sẽ làm tới nơi tới chốn Với Hunter Biden Khi mà ông ta có cái cuộc triển lãm tranh Và giá tranh ông ta bán tới 500 ngàn một bức Nếu điều này xảy ra với lại Donald Trump Jr Con của Tổng thống Trump thì như thế nào Họ sẽ mọi tới nơi tới chốn Trong khi đối với Hunter Biden Thì họ bao che Họ bao che rất rõ ràng. Chính vì vậy, người dân hoa kỳ họ đâu có ngu họ nhìn ra hết họ nhìn ra hết họ thấy rõ ràng cho nên là quý vị họ không nói nhưng mà họ từ bỏ và cnn plus phải đóng lại đóng cửa cnn phải đứng bên bờ vực phá sản và quý vị chưa rồi tới công ty walt disney là chủ của đài truyền hình abc là chủ của hãng comcast một đại công ty lớn khống chế nhiều cái mạng về và truyền thông và về giải trí chỉ vì cái khuynh hướng chính trị của họ khiến cho họ cháy hết một mặt thì họ phản đối cái việc giảng dạy cái thuyết về đồng tính ở trong giới tiêu học của tây ban Florida một mặt họ lại cúi đầu và à, chấp nhận tất cả những cái yêu sách của cộng sản trung quốc trong đó bao gồm luôn việc mà cấm và kiểm duyệt cái à, phim cổ võ cho đồng tính ở tại Trung Quốc. Những hành động này người dân nhìn thấy nó ủa sao ở Trung Quốc anh đối xử khác, ở Mỹ anh đối xử khác. Chính điều này khiến cho những công ty về truyền thông và giải trí đã banh sát trong hơn một năm qua kể từ khi Joe Biden cầm quyền. Và tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần. Truyền thông xã hội muốn truyền thông mà muốn có được cái lượng giữ được cái lượng độc giả của mình là luôn giám sát những hành động của chính phủ. Và luôn nêu ra những vấn đề để cho người dân có được cái câu trả lời chính thức. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Sự liên kết này của họ đã không che mắt được người dân Hoa Kỳ. Và kết quả, những công ty này bắt đầu thua lỗ. Giá cổ phiếu đã sụp, lượng subscriber đã mất, lượng à, ghi danh đã bị giảm đi. Đó là hậu quả đầu tiên. Còn những hậu quả thê thảm hơn nữa, họ sẽ phải đối diện. Nếu như họ vẫn tiếp tục cái khuynh hướng gọi là không còn đóng vai trò giám sát cho người dân, mà đóng vai trò ủng hộ bao che cho những cái tiêu cực của chính quyền Joe Biden. Thì quý vị, rất rõ ràng, quý vị nhớ cái cái xác lệnh Joe Biden cấm sử dụng đất liên bang để khai thác dầu khí. Là họ nhào và họ tung hê tùm lum hết tới bây giờ khi cho bên rút lại cái xác lệnh này và cho phép khai thác thì họ im lặng hết họ không bao giờ đưa ra cái lý do giải thích ờ à, vậy thì tại sao năm xưa ông ký làm cái gì rồi bây giờ ông tháo lại quý vị họ không bao giờ đặt câu hỏi đó họ dần như là bịt mắt lại coi như không thấy đây là lý do mà họ tự đánh mất niềm niềm tin của độc giả và niềm tin của khán giả tôi làm nghề này hai mươi mấy năm rồi quý vị cái quan trọng nhất là niềm tin của người đọc giả và người khán giả hay là cái người subscriber của mình mình phải giữ đúng quy tắc của mình từ đầu tới cuối thì dù rằng mình có thách mình có đứng về một khuynh hướng chính trị nhưng mình giữ nó từ đầu tới cuối mình không lạm dụng nó thì mình vẫn có một cái khối lượng độc giả trung thành và một khối lượng độc giả uh, theo mình những đài này quý vị nó lật đã lăn qua nó lật lại nhưng cuối cùng quý vị nó lòi ra bản chất nó lòi ra bản chất là sự liên kết cấu nếu mà gọi lịch sự là sự liên kết nhưng mà nếu nói theo ngôn ngữ mà gọi là dùng cái ngôn ngữ mà mạnh mẽ hơn đó là sự cấu kết cấu kết giữa truyền thông giải trí và cái hệ thống cai trị và sự cấu kết này thì có khác gì độc đảng giống như cộng sản đâu có khác gì xã hội chủ nghĩa đâu quý vị nó cấu kết và thay vì đóng vai trò là một cái công ty truyền thông độc lập giám sát công việc của chính phủ thì họ trở thành công cụ tuyên truyền cho Joe Biden. Chính vì vậy mà tại sao kể từ khi Joe Biden lên họ mất mất rất nhiều và cái việc thất thoát này nó sẽ còn kéo dài cho tới năm 2024. Đây là chính là cái bản chất mà tôi đã từng nói với quý vị truyền thông phải đóng vai trò của truyền thông. Và khi đóng vai trò của truyền thông thì làm sao giữ được cái nguồn à, độc giả khán giả của mình? Mà muốn giữ được thì phải xây dựng niềm tin cho họ. Mà họ tin mình là vì mình dám nói mạnh, mình dám lên tiếng, mình dám chỉ trích, mình dám phanh phui. Nhờ cái đó mà cái khối lượng độc giả họ mới trung thành với mình. Còn bây giờ quý vị từ CNN cho tới USA Today cho tới Washington Post hay là ABC hay là CNBC tất cả đều một chiều cả kể cả Twitter kể cả Facebook vẫn tiếp tục cái đường hướng một chiều vẫn tiếp tục đàn áp những cái tiếng nói đối lập bằng những cái nhân danh nhân danh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhân danh chống tin giả và nhân danh mọi thứ để cản trở cái quyền phản biện của những người đối lập thì chính điều này họ mất đi tất cả những khối độc giả của họ. Họ mất đi tất cả những khán giả, những subscriber, những người mà đầu tư vào. Chưa kể những cái thỏa hiệp của họ đối với chính chính quyền độc tài ở bên ngoài nước Mỹ. Nữa. Nhưng chính cái thái độ này, dân Mỹ không có ngu. Tôi đã nói với vị rồi, dân Mỹ họ làm, chứ họ ít có khi nào lên tiếng lắm. Nhất là những người Mỹ bảo thủ. Những người Mỹ bảo thủ họ càng ít nói. Họ làm không à quý vị họ âm thầm họ tẩy chay họ âm thầm họ rút ra hết chính điều này mà giới truyền thông vẫn không hiểu được họ vẫn tự tin rằng họ có một cái đám đông ở phía sau lưng nhưng họ không thấy rằng cái đám đông đó đang tan dần ra chỉ vì cái khuynh hướng của họ đã thiếu sự công bằng và chính sự thiếu công bằng này khiến cho họ đã dần dần mất đi quy thế đây chính là cái yếu tố cốt lõi tức là cái yếu tố chính cái bản chất chính của vấn đề Tại Sao Joe Biden lên họ không kiếm nhiều tiền hơn mà họ lại bị thua lỗ như vậy? Nếu như một năm qua họ đóng vai trò kiểm duyệt Joe Biden và giám sát Joe Biden tương tự như họ làm với ông Trump. Tôi nghĩ rằng bây giờ cái lượng độc giả của họ còn tăng lên nữa chứ không có giảm đi. Tại vì họ luôn đóng vai trò đối lập với đảng cầm quyền bất kỳ đó là đảng nào thì họ sẽ chiến thắng. Nhưng đáng tiếc họ đã không làm. Cho nên họ bị thua nếu một năm qua từ 20 tháng giêng năm 2021 cho tới bây giờ họ giám sát Joe Biden họ phanh phui tất cả những cái hành động của gia đình Joe Biden họ đăng hết tất cả những cái tin liên quan tới những cái uh, bệnh tật những cái uh, uh, mất trí nhớ của ông Joe Biden họ giám sát tất cả mọi thứ đó thì tôi nghĩ rằng quý vị tôi nghĩ rằng là lượng độc giả và khán giả của họ sẽ tại vì họ vẫn giữ được cái quy tắc dù công kích ông Trump và bây giờ công kích luôn Joe Biden thì họ sẽ được sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng nhưng quý vị họ làm ngược lại họ chỉ công kích một chiều thôi còn thuộc phe ta thì họ bao che chính điều này khiến cho họ thất bại và quý vị tình trạng này nó sẽ còn kéo dài tức là người dân sẽ dần dần mất niềm tin ở những cái nơi này càng lúc càng nhiều hơn nếu như họ không thay đổi chính sách và họ không có một cái một cái chỗ đứng rõ ràng thì quý vị chính điều này họ sẽ mất và người dân sẽ tìm tới những cái nguồn thông tin khác bên ngoài nước Mỹ nhiều khi họ tin hơn nhiều khi những cái thông tin bên ngoài nước Mỹ họ nghe họ vẫn tin hơn là bởi vì ít nhất những bên ngoài đó họ không có động cơ nhiều cho nên họ cái nhìn của họ tương đối khách quan hơn đây là cái giá phải trả cho giới truyền thông được xem là một chiều đó quý vị. Ok quý vị, đó là cái bài đối chuyện về Houston nhật ký trong chiều ngày hôm nay để cho quý vị thấy rõ tại sao Netflix, CNN Plus, uh, Walt Disney đã bị rớt giá thê thảm, rồi uh, Facebook, Twitter dần dần mất đi subscriber, mất đi cái lượng người uh, sử dụng họ chính vì những điều này. Và tôi nghĩ tôi nghĩ rằng là sẽ còn có nhiều cái uh, phim hay ở phía trước nếu như mà chúng ta tiếp tục quan sát cái thái độ của những cái công ty truyền thông xã hội hay là các cái công ty truyền thông của Mỹ, đặc biệt là những trong ty truyền thông mà tôi vẫn gọi là những giới truyền thông cánh tả hay cực tả. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 1. Một. một lát nữa Phong sẽ trả lại với quý vị trong Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.